để mà các bạn tải về đi nha, chắc cho 1 phút 2 phút đi, 2 phút tải về. Rồi. Các bạn tải về hết chưa? Chắc rồi đúng không? Rồi tiếp tục nha. Rồi để mà mở một cái file mà không phải của mình á thì các bạn đừng có nhấp đôi vô cái file đó nha. Bao giờ mình cũng lên mở giao diện á, nếu các bạn để ý á, lúc này một mình trước khi mình vô như mình vô bài á, bao giờ mình cũng sẽ mở cái giao diện Revit lên chứ mình không có, hoặc là bất cứ ai cũng vậy, không ai ít ai mà nhấp đôi vô á. Nếu mà dùng Revit đủ lâu á thì họ không có nhấp đôi cái file đó, bởi vì cái file đó kiểu như là nó có rất là nhiều cái để mà làm nó chậm đi đó. Thì cách để mở một cái file của người khác gửi, các bạn thấy một file Revit 4 mấy mà 5 mấy mà là bình thường đúng không, nhưng mà trong trường hợp mấy cái file mà tầm 300 MB, 400 MB, 500 MB có khi cả ghi, mình sẽ xử lý sao? Rồi thì những cái trường hợp đó thì mình, các bạn sẽ vô open nè, vô open. Rồi, vô, các bạn vô cái file mà mình mới gửi nha. Nè, mình bấm vô chữ audit nè, bấm vô chữ audit. Thì khi cái cách mở này á sẽ giúp cho mình làm nhẹ file. À, làm nhẹ file và có thể truy cập được. À, có thể hiệu chỉnh và thao tác với nó nhanh hơn, mượt hơn. À, rồi ok, bấm audit đi. Rồi mở lên nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn chia phay và bóc khối lượng. Ok, rồi trong cái mô hình đó. Giờ trong cái mô hình này, à cái mô hình này mình tạo sẵn phay rồi. Bây giờ các bạn vô VG đi, vô VG giúp mình tắt giúp mình cái structural rebar. Tắt đi rồi mình không gắn phay cho thiết. Rồi. Rồi giờ các bạn gắn phay vô bê tông nha. Rồi các bạn làm theo mình nè. Manage nè, vô manage, vô phay nè. Rồi giờ mình sẽ loại bỏ hết những cái phay này đi. Rồi giờ làm sao ta? Rồi mình sẽ quét. Thôi để mình làm mình gửi lại lần nữa cho. Thôi các bạn đợi mình xíu, mình làm xong rồi mình gửi cho. Để mình làm cho nhanh chứ mình chỉ cái này không được xíu. Tại vì mình lỡ gắn file vô cái này rồi nên giờ mình sẽ chia ra. Tức là mình không gắn file cho tụi nó nữa chứ cũng không phải chia gì hết. Rồi mình lỡ mình gắn vô file xấu rồi thì mình sẽ nhập mấy cái này lại. Chà, vẫn nhiều quá, nó hơi quá.
Khá lâu vậy ta. Nhiều quá giờ lắc không
để mình gửi nó lại mấy bạn tải về nhé. Mình coi lúc nãy thì 4 mấy mê, nhưng mà giờ mình chỉnh xong cái là ra 6 mấy mê. Rồi, chờ xíu tải rồi rồi mấy bạn tải về giúp mình đi. Cho 2 phút tải nha. Tải về rồi bật lên. Bật lên rồi mình hướng dẫn. Rồi, ok, tiếp tục nha. Rồi, thì giờ hôm bữa là mình có nói là mình sẽ hướng dẫn cái phần phay. Bây giờ cái phần phay là gì? Cái phần phay thật ra trong cái phần kết cấu, trong cái phần kết cấu nó sẽ không quá quan trọng bằng trong cái phần thi công. Cái phần phay này thường hay gọi là để phục vụ cho cái thi công, thì các bạn thấy cái từ phay rồi đó, nó được gọi là giai đoạn. Nếu mà một cách gọi là một cách tổng thể thì mình sẽ chia thành các giai đoạn như là thi công cốt thép, thi công cốt pha, rồi đổ bê tông à. Nhưng mà để chia ra nhỏ các giai đoạn á, thì một công trình, ok, giờ một công trình nó như dài một block, một tòa như vậy thì đơn giản. Nhưng mà nếu một công trình không, thật ra công trình mà tầm 20 mấy tầng, mà nếu mà để vô làm thực thì nó không đơn giản rồi, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đơn giản hơn việc là một công trình nó có 20 mấy tầng à, có 20 mấy tầng nhưng mà mấy tòa mấy tháp á. Thì khi mà nó có nhiều tháp nha, cái việc mà mình chia tiến độ cái nào trước cái nào sau á thì dùng phay này chia rất là hiệu quả à, mình nói rất là hiệu quả luôn à. Thì cái phay á dùng để hiển thị là thằng nào trước và thằng nào sau. Giờ mình sẽ làm quen cái phay. Giờ mình sẽ vô cái phần manage. Trong cái phần manage này nè, nó sẽ có cái phay. Các bạn nhìn bên đây nè, là phay. Rồi, vậy thì giờ mình giả sử nha, mình giả sử mình sẽ tạo ra những cái phay trước. Rồi mình sẽ tạo cái phay đầu tiên ở đây là cái phay 1. Giờ mình sẽ tạo ra 3 phay. Mình sẽ tạo ra 3 phay cho các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ như phay 1 là mình gọi là podium đi, hầm đi. Hầm. À, bên cái phần description á, mình sẽ ghi chữ hầm. Rồi ở đây mình tạo ra một cái phase mới, nó có 2 chữ after và before. Vậy thì để tạo ra một cái phase mới á, thì mình bấm cho after hay before gì cũng được à, after hay before, ví dụ như bấm cái before này đó, nó sẽ nổi lên ở phía trên đây. Còn nếu mà mình bấm after á, thì nó nổi xuống phía dưới đây đó. Thì cái số thứ tự nó sẽ tự động ra, tùy theo các bạn muốn lưu sao lưu nha à. Ví dụ như đây phase 1, cái đây thì mình xóa đi, muốn xóa. Ở đây nó không có chữ delete, nó chỉ có là combine with thôi. Combine with tức là sao? Tức là những cái gì thuộc phase 1 này nó sẽ được combine với cái phase tiếp theo nếu mình bấm next, và nó sẽ được combine với phase phía trước đó nếu mình bấm previous. À, rồi, ok. Bây giờ mình bấm next cái này đi. Rồi, giờ phase 2, phase 2 là gì?
phase 2 thì mình sẽ gọi là phần podium. Rồi. Và mình tạo thêm một cái này nữa, ví dụ như phase 3. Xem mình sẽ gọi là tầng điển hình. Gọi là điển hình. Điển hình là ở trên á, mình gọi là trên, rồi mình sẽ tạo ra ba phase ra như vậy. Rồi. Thì giờ làm sao để gắn cái phase đó vô trong công trình? Gắn cái phase đó trong công trình thì giờ mình sẽ quét nè. Giờ mình gọi phần hầm là phase 1 đúng không? Rồi ok, mình sẽ quét hết phần hầm. Quét hết phần hầm. Các bạn lưu ý nha, lưu ý cái cách mình quét. Tại sao mình không quét dài, mình không quét dày mà mình lại quét dày? Bởi vì mình xác định là chọn nó nên là mình chỉ quét lọt lòng thôi. Còn nếu quét như vậy nha, các bạn rất khó để mà chọn trúng cái sàn. Còn lỡ đâu lỡ tay thì cái là sẽ trúng luôn cái cột ở phía trên. Nên là mình sẽ chọn quét từ trái qua phải. Cách chọn từ đâu qua đâu cũng khá là quan trọng ha. Rồi mình chọn quét nè. Rồi thì khi mình quét dài á, mình sẽ gắn cái phay vô đây. Đó, mình sẽ gắn nó là phay 1 bởi vì phần hầm. Rồi ok, tiếp theo phần podium thì mình gọi cái phần đây gọi là phần podium. Đó, phần podium. Rồi, thì khi mình chọn xong cái này rồi đúng không? Mình bấm HH đi. HH đi, rồi. Giờ mình sẽ quét để tránh bị quét nhầm thôi, không có gì. Rồi quét cái đây thì phần đây là podium. Thì nếu là podium á, thì mình chỉnh cái face create á, là sang face 2. Đó, mình sẽ gắn cái face này là sang face 2. Rồi ok, giờ cái phần còn lại á, là phần điển hình. Đó, phần 3. Nếu các bạn muốn chia nhỏ ra nữa, như mình lúc nãy mình chia nhỏ tới mức mình chia 40 mấy face. Tức là sao, mỗi tầng mình trong một face. Thì hồi đó mình làm thi công nên là mình làm thêm cái thi công nữa nên mình chia nhỏ ra như vậy. Còn các bạn không làm thi công thì không cần. Không, cái này mình đang hướng dẫn thôi, mình đang hướng dẫn cái phần kết cấu vậy thôi. Còn mà trong thi công các bạn chia ra thì cứ chia nhỏ càng tốt. Máy mình hơi yếu đúng nhỉ. Rồi ok, xong bấm HR. Rồi mình bấm HR. Rồi giờ các bạn coi nè. Giờ mình bấm ra bên ngoài nha các bạn coi, nếu mà mình bấm ở chỗ đây phase hiển thị là phase 1 á thì nó chỉ hiển thị cái phần hầm thôi. Nếu mà mình chỉnh phase 2 á thì nó sẽ thêm cái phần podium. Còn nếu mà mình chỉnh lên phase 3 á thì nó sẽ hiện lên tất cả phần còn lại. Giờ ví dụ muốn chia nhỏ ra nữa vẫn được thôi, đâu có gì đâu. Thì ví dụ như cái phần podium này đó, cái phần điển hình này đúng không? Mình sẽ ghi là từ 13 lên mái, mình sẽ chia cái này là tầng 13 lên mái ha. Mình vô phay nè, mình bấm vô đây mình tạo ra một cái after thì cái phay đây là phay 4. Rồi thì mình ghi là tầng 13 lên mái, đó mình ghi cái description như vậy để mà mình nhiều khi mình nhìn mình không biết phay 3 là cái gì hết thì mình vô cái phần description mình coi, rồi gắn cho nó là phay 4. Rồi rất đơn giản, quét xong cái chỉnh cái này qua phase 4 là xong. Rồi các bạn muốn chia phase nhỏ hơn nữa thì cứ chia. Rất là đơn giản. Nhưng mà cái phase này giúp mình tinh chỉnh được cái tiến độ với cái sự hiển thị của mình. Nói chung nó có lợi bên thi công hơn. Còn cái phần mà kết cấu thì cũng không không có lợi lắm. Anh này ví dụ mình lên phase 4 nè. Đó các bạn coi nè. Giờ ví dụ mình chỉnh phase 1 lại nè. Đó là cái hầm. Rồi, thứ hai là phần podium. Có ai không biết podium là gì không?